Chào mọi người, hôm nay mình có việc lên cái cửa khẩu Lệ Thanh, cái khu giáp biên giới Campuchia, nên mình sẽ tiện thể mình sẽ giới thiệu với mọi người về cái khu cũng nổi tiếng này. Nó là cái cửa khẩu quốc tế nằm giáp Việt Nam mình Campuchia ấy, mọi người. Mọi người cùng theo dõi xem cái khu cửa khẩu này có gì đặc biệt, độc và lạ không nhỉ mọi người. Mời mọi người cùng lên đường. Rộng mênh mông luôn mọi người. Bắt đầu tới đường vào Lệ Thanh mọi người. Thì từ đây lên đấy còn khoảng 2 cây số nữa. Nên cũng rất nhiều các kho bãi, các nhà máy mới xây dựng lên mọi người, chủ yếu là thu mua nông sản là chính. Khu này đang phát triển hơn, nhiều quán ăn, nhà hàng, có cả nhà nghỉ. Thì như có chốt kiểm dịch cho mọi người, không biết được đi qua không? Để mình xem thử biên phòng họ đang canh gác, cái đợt này đang vẫn dịch ấy. Nên chủ yếu là quản lý người ra vào cái khu vực cửa khẩu này đó, nên người đi qua phải xin phép. mình quên không để ý phóng những xe vào nên bị nhắc nhở xíu, rút kinh nghiệm lần sau đó. Cái cửa khẩu ngay đằng trước mặt ấy, mọi người đó. Cái khu cửa khẩu rất là hoành tráng, rộng rãi, to đẹp, khang trang. Rồi, giờ mình sẽ cùng mọi người lên khu đó, cửa khẩu đó tham quan này mọi người. Cái nhà điều hành cửa khẩu Lệ Thanh á, ra vào cửa khẩu là ở đây này. Wow, rất là rộng, mênh mông luôn. Đây là cái khu điều hành cửa khẩu này, già rất là đẹp. Các xe đang đợi thông khẩu. Để mình đi vào đây xin phép đi qua cái khu kia một xíu. Hồi nãy mình mới vào cái chỗ điều hành á, thì họ hỏi thì họ cho phép là nếu mà đi tham quan là mình được lái xe đi vòng vòng khu này. Nên cũng đỡ phải đi bộ mọi người, chứ không đi bộ thấy cũng buổi nắng lắm. Đi tầm này cũng nắng 9 giờ rồi. Rất là nhiều xe đang tập trung ở đây nha mọi người. Nắng không? Nắng chang chang luôn. Đi xe mình đi vòng vòng tham quan thì được, còn chắc nếu mà đây, mình đi xe đây. Wow, soi đi xuống đây. Giới thiệu với mọi người, đây là Quốc Môn nha mọi người. Rất là đẹp. Đây là cái cổng chào của mình, giữa mình và Campuchia. Để mình để cái xe bên này thôi, rồi mình đi tham quan xíu. Xuống đây xin phép mấy chú bên kia. Ok, đó, mọi người nhìn cái Quốc Môn hoành tráng không, rất là đẹp, cao lắm, nhìn sừng sững luôn.
nhìn bên ngoài nó đồ sộ lắm kìa. Quay trong phim TV hay điện thoại thì nó hơi... Để vào đây xin phép mấy chú công an đã. Mình quay bên kia, quay cái cột mốc. Đó, mình mới vào trong chỗ mấy chú công an, anh công an gọi anh cho trẻ. Xin phép qua cái khu quốc môn này để tham quan đó mọi người. Để chụp cái, quay lại cái cột mốc giữa biên giới Việt Nam Campuchia. Ở cái cửa khẩu, đây là cửa khẩu Lệ Thanh, hoạt động từ năm 2010 ấy mọi người. Đó. Nắng quá, đứng nghỉ tí xíu đấy. Wow, nhìn rất là hoành tráng mọi người, bè thế lắm. Để mình đã xe dài dài ra quay được nó rộng. Đó. Nhìn cao lên khay luôn. Cái cửa khẩu này hoạt động từ 2010. Nó là cửa khẩu của Việt Nam mình với cả... Quên, đội kiểm thả, bỏ cái mũ lên xe rồi. Việt Nam mình với cả Campuchia, giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh gì nhỉ? Ratanakiri. Tên rất là dài, rất là hay mọi người. Lâu lắm mình... mọi người nhìn đằng sau cái cổng này. Nhìn... Wow. Rất là đồ sộ đấy mọi người. Hình như toàn lát đá đấy mọi người. Lát đá granite. Wow. Không biết trên đấy nó có bọng gác không? À có, hình như có thang máy à. Có thang máy lên hay sao? Để lát nữa mình hỏi xem thử. Bên kia có một cái khu giống như kiểu thang máy để đi lên tham quan. Chắc là mua vé. Đó. Mọi người nhìn, đứng đây nhìn cái cửa, những cái rất là đồ sộ mọi người. Đây mình quay lại bên kia là cái trước mình là cái vực này, cái suối. Đó. Bên kia là cửa khẩu của Campuchia mọi người, cửa khẩu của Ratanakiri. Đó, đó bên đấy. Hôm nào có dịp chuẩn bị sẵn mình sẽ là một chuyến phượt sang Campuchia du lịch. Nếu mà dân địa phương nếu qua một ngày hình như chỉ cần chứng minh thư hay sao, không cần phải passport, cần phải hộ chiếu. Đây là cái cột mốc mọi người, cột mốc biên giới. Cột này vừa rồi khánh thành á, là có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về tận đây dự lễ khánh thành cự. Cột mốc bao nhiêu? Cột mốc 30 à? Cột 30 á. Mặt này là tiếng Việt. Mặt bên này là tiếng Campuchia. Như cột 30, đúng cột mốc 30. Đó. Nhìn bên này nó mới thấy được cái sự cao to và đồ sộ của cái quốc môn đấy mọi người. Gọi là quốc môn. Rất là bề thế đồ sộ mọi người. Hình dáng giống như cái mái nhà rông của Tây Nguyên đấy mọi người. Rất là... Ôi, cảm giác nó hùng vĩ lắm, to lắm. Rất là đẹp. À hình như bên kia có cầu thang lên. Để mình xem lên trên đấy, quay phim trên đấy xuống. Đây mọi người, wow. Đẹp chưa? Để mình xin, không biết đi lên trên kia có phải xin phép không? Để mình ra hỏi thử. Được thì mình sẽ lên trên đấy quay. Nhìn, chắc là trên đấy nhìn xuống rất là thích mọi người. Đây là quốc môn của cửa khẩu Lệ Thanh. Rồi, để mình hỏi xem lên trên kia có được không? Chắc là được. Vì không thấy ai... Để ra hỏi bác quản lý. Không thấy ai canh gác cả. Có cầu thang đi lên, chắc là lên thoải mái. Cũng cao lắm.
đi bộ cũng mấy tầng á. À chú, con hỏi đi bộ lên trên kia tham quan được không ạ? Dạ, con cảm ơn ạ. Thoải mái mọi người, free. Bên này là có cái thang máy đấy. Hình như thang máy sao? Đúng không? Thang máy đi lên. Còn bên này là thang bộ. Đó, thang bộ đi lên nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tầng mọi người. Rồi cứ đi bộ túc tắc, rèn luyện cơ thể. Rồi, bỏ cái mũ ra đỡ khỏi nóng. Wow, nóng quá. Quên, nãy không quên để trên xe máy. Đó, đi lên mọi người. Gần tới rồi, cố lên. Đi thang bộ nó mới thích mọi người. Chứ thang máy thì... Được, đi qua đây mọi người. Đây là cái khu cái thanh nằm ngang này đó. Đây cái giống như cái mái nhà nhà rông ấy. Đó. À, vẫn được đi lên nên đây mọi người, mình đã lên đến đỉnh, cảm giác lên đỉnh rất là thích. Đó. Mọi người đứng trên đây quay xung quanh nhá. Mình để cái mũ bảo hiểm đây. Mũ nó hơi quên nãy không được. Để ở dưới đây mọi người. Có cái thanh ngang. Mình sẽ trèo lên đây. Trèo lên đây chắc không ai thấy nên không có ai nói đâu. Mình trèo lên đây rồi mình quay. Đây hình như bê tông không phải cái đá mọi người. Cái đá nặng lắm, đá mà làm thế này nặng. Chết tiền. Mình sẽ đứng lên đây, mình quay cảnh xung quanh cho mọi người xem nhé. Đây mọi người. Trèo lên đến đỉnh, ta cao hơn đỉnh. Trên đây nó có hai cái bốn mỗi bên là hai cái cột này. Đó. Trèo lên đỉnh lấy nó còn sướng nữa mọi người. Mình chắc không có chỗ lên. Đó. Đằng sau mình che mất à. Đằng sau kia là cái tòa nhà của Việt Nam. Và đằng sau này là tòa nhà của Campuchia. Quay cho mọi người xem lại toàn cảnh của khu cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Cửa khẩu giáp danh giữa Việt Nam và Campuchia và giữa hai tỉnh Gia Lai và Ratchathani. Và hiện tại mình đang đứng trên đỉnh của cái mái nhà, của cái cổng của cái quốc môn đó. Rồi đó, bên kia là của rừng cam, nó cũng không khác gì rừng mình đâu mọi người, vì nó cùng khí kiểu khí hậu mà. Đó. Đây, tòa bên kia, tòa nhà bên kia nhìn có vẻ nó hơi bé hơn của Việt Nam mình mọi người. Kia là có một cái tòa đấy, đây có một tòa nhà giống như kiểu phong cách của người Khmer hay người Chăm đó. Đó, tòa tháp đó, nhìn nó không đồ sộ như của Việt Nam mình đâu, mình hơi bé hơn xíu. Bên họ cũng không có cái kiểu có cái quốc môn như của mình, bên mình làm thôi, bên họ không làm đó. Mọi người nhìn bên mình nhìn nó đồ sộ hơn đó. Nhìn nó kiểu khách hơn. Cái năm 2009 bọn mình còn đi học á, hôm đợt khánh thành là lên đây đông lắm này, xe về ngùn ngụt luôn, nguyên một cái rạp ở cái khu này này, rộng mênh mông đó, làm một cái con rạp đó, xong rồi học sinh quanh đây lên, học sinh cấp 2, cấp 3 lên, giáo viên tất cả lên. Sau hôm lên đây là mỗi người về được mười mấy nghìn tiền ăn sáng. Đó, đấy là của Việt Nam mình. Ở đây là của quận Campuchia. Mình vừa quay và giới thiệu với mọi người cái khu cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh chỗ mình gần mình sống á. Nói chung là khu này thì nó cũng xây dựng lâu rồi còn chưa phát triển lắm. Vẫn còn đang trong giai đoạn hoàn thiện và phát triển.
tương lai thì cái khu này sẽ vì tương lai thì sẽ rất là phát triển mọi người, vì giờ vẫn nhà nước và chính phủ vẫn đang dồn nhiều tâm huyết vào khu vực này. À, bởi vì chỗ mình đây là có đường đường quốc lộ thông ra các tỉnh biên giới ấy. Có đường thông đang xây dựng là đi sang thẳng Sài Gòn ấy. Con đường đó nếu mà sau này mở ra thì sẽ giúp kinh tế cả các huyện, các tỉnh biên giới này phát triển rất là mạnh. Thôi, giờ mình đi xuống nữa. Lên đỉnh rồi, giờ phải xuống đỉnh. Xuống rồi mọi người, xuống đỉnh bao giờ cũng dễ hơn lên đỉnh. Thoải mái hơn lên đỉnh phải không mọi người? Bởi vì xuống là cũng dễ, lên nó mới khó. Tiếc không mọi người? Mình mới hỏi anh bên công an á, công an canh chốt á, muốn sang Cam, tầm này sang Cam, sang Campuchia mấy cái chợ gần đây tham quan á, thì vẫn chưa được đi vì tầm này đang còn dịch, mấy cả bên đó cũng đang có cái dịch gì do con muỗi, nó dịch gì do muỗi á, nó đang hoành hành nên chưa được qua. Hẹn mọi người trong một thời gian gần nhất, khi mà dịch lắng ấy, mình sẽ làm clip vượt Campuchia nha mọi người. Mọi người khi nào có thì mình sẽ thông, mọi người có gì mọi người đăng ký để theo dõi cái clip. Mình hy vọng là cái đó sẽ rất là hấp dẫn. Mình cũng chưa qua bên Campuchia bao giờ, chưa được đi nước ngoài bao giờ mọi người. Thôi, clip mình làm đến đây là tạm dừng. Rồi mình sẽ đi về, hơi nắng rồi, cũng chưa trưa rồi. Xin chào mọi người. Hẹn mọi người trong clip tiếp theo.